còn gọi là Bốt Hàng Đậu, là công trình kiến trúc gần 130 năm tuổi, nằm tại ngã 6 của các phố cổ Hàng Thang, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quan Thánh và đường Phan Đình Phùng sắp được mở cửa. Người dân ai cũng mong một lần được khám phá bên trong công trình này. Nhiều người như tôi ở đây thì tôi cũng là chưa bao giờ được vào Bốt Hàng Đậu. Thế nhưng mà tôi cũng cảm thấy tò mò, tôi cũng thích. Em hỏi bố mẹ em thì bố mẹ em bảo cái này là ngày xưa là của thời Pháp. Bức cái Bốt Hàng Đậu nó sắp mở cửa cho mọi người tham quan nghệ thuật thì em thấy rất là hào hứng. Em nghĩ là em sẽ mời bố mẹ em và các bạn em đi xem cùng. Bởi vì chính bản thân em chưa biết trong đấy nó có gì. Nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, không gian bên trong thác nước Hàng Đậu sẽ được dự kiến tổ chức từ ngày 17 tháng 11 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 để người dân có thể tham quan, trải nghiệm.